giỏi thì đỡ nè. Bà là mất cầu rồi đấy. Thì sao? À không sao. Tao đố mày đủ nĩnh nheo nên lấy quả cầu đấy. Cháu lấy được thì bà tính gì? Mày mà lấy được hôm nay mày không phải rửa bát. Ok. Cấm mày chơi ăn gian đấy. Bà đợi tí cháu đi lấy thang. Con bát cherry của bà. Uống con bát để bản lĩnh đi lên. Hôm nay cháu không phải rửa bát nhá. What? Dám vụ trộm à? Khoan, đều là người một nhà, ai lại dùng chổi? Thế được. Mày có dọa chết đi luôn. Tao để cho con bát Cherry ở đây xem mày có mồi mà không. Xem một con bát vị táo xanh và kiwi không nào. Đúng là ngon khó cưỡng, một hớp và đắm say luôn.